Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360. Hôm nay Ô tô 360 chúng tôi xin gửi tới toàn thể quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Innova. Đây là bản 2.0V số tự động. Chiếc xe đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được 120.000 km. Đây là bản 2.0V, tức là bản cao cấp nhất của Innova. Chiếc xe được trang bị động cơ xăng 2.0 lít và đi kèm hộp số tự động. Chiếc xe đã được chủ xe lắp thêm đầu DVD, màn hình, camera lùi và cảm biến lùi và dán phim cách nhiệt và rất nhiều đồ chơi khác. Toàn bộ máy móc khung gầm thân vỏ đều rất là nguyên bản và ổn định. Mọi thứ dùng hoạt động tốt, tất cả các chi tiết hoạt động tốt, không lỗi lầm, cam kết, không đâm đụng, không ngập nước, không chạy dịch vụ. Chiếc xe còn rất mới và đẹp. Gầm bệ rất là chắc chắn, chủ xe đã thay dầu bảo dưỡng định kỳ cho nên là máy móc ổn định và êm ái. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết về chiếc xe này. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của Ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh Ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của Ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của Ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh Ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của Ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của Ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh Ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của Ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh.
Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360.